Nhắm mắt lại coi chổi nha. Chào, này mua đồ hả? Ai? Em nói. Tối nay đi mua đồ. Anh bận rồi. Đi mua rứa. Học. Học chi? Học trường kia. Thôi đi, không cần Thật mà. tiền. Mà đi, thì đi, là anh lời đăng ký học. Chán. Tạm giờ anh về đây. Thôi em để hỏi rủ con anh đi không? Gần hiện đến ngày về đó, còn có 2 đêm nữa về, lo lòng Ừ, mua. mình đi mua đồ của em ấy. Rồi anh mang. Xong rồi anh cần mua được. Không mua cho lựa tốn tiền. Tiết kiệm. Tiền thì đi phát thì được, mua đồ cho mình thì sót Hạt mua. như cho đi về kia. Đồ mình nhiều thôi. Lắm. Mặt mày. Muộn ok đúng không? Nó để đi mua đồ mình trời. Biết mua chi nữa đây. Thì đi gọi coi thấy gì hay mua rồi thôi. Rồi mua ít cái bánh lung tung về ăn nữa. Wow. Máu bánh tè lè. Anh cho nó mãi học nhưng mà vẫn học hết. Alo. 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 Nghe máy ta. Nghe qua đây. Nguyên hẳn mặt sáng luôn đó. Tòa nhà chi à? Không biết nữa. Nán là không muốn đặt bên nữa. Quê hương, hương quê chị đó. Hương quê, quê hương. Muốn đá không chị? Đá em ạ. Mất rập đi. Ừ. Nhìn má bên kia thì không có mấy. Má đây thì nhiều. Khỏe hơn, đỡ mất lực á, vì máu của em vẫn cong á kìa. Mình thấy vì dùng lực nha. Máu liên thẳng xuống nên thành ra mình bóp nhẹ thì lần ra này. Không có ảnh hưởng chế đèn thật không? Xuống đây nè. May mắn hư cho mà có cơ hội mà dùng móng giả chứ hề. Mình cứ trung thành với móng cũ không biết.
Mấy con ống để viêm dễ sợ luôn. Wow. Trứng không biết có hư không hề, bữa để ông tủ. Một phần hết không hứa. Ừ. Con kia, mày kia cái gì? Thôi luộc mà ăn. Chị Thuận ơi, cái mặt em làm bến 250 nhá, coi lộn. Ừ. Sợ mấy đứa không biết đó kìa. Đi rồi á? Em không biết ạ. Thì kia là cũng có thể đi trễ trễ cũng được. Sao hết sinh nhật thôi mà. Chị đâu kia. Có chứ. Đi đi chung. Nhật hay. Em không biết. Một ông này khó nhìn lắm này, phải dễ mà. Tôi chắc không luôn nữa, có lẽ là năm em á. Vậy sắp về rồi. Em gì đâu, cái ý làm chỉ là nói cho vui thôi chứ. Có thời gian nữa đâu mà ăn. Cái đó là... Xong đồ sơ soạn rồi. Ừ. Tết đến đít rồi. Chiều mai 4 giờ mình bay về đây. Bây giờ đúng rồi, mình lình bây giờ nước ngoài đúng không? Ừ. Cố gắng nha. Thả lỏng nha. Mình ăn rất nhiều á. Sườm hay đi lấy mụn không? Ừ. Hồi trước có hay đi lấy mụn không? Hồi trước cũng hay đi. Sao? Nhưng mà đợt này là lâu rồi đúng không? Ừ. Nhìn có mụn thì hay đi xa về. Ừ, học xong Sài Gòn á. Ừ. Ừ. Nhìn có mụn thì chỉ biết lâu lắm rồi nữa. Mụn dây dây mà cũ nữa. Mấy phút đây? 8 phút. Wow, mới có 8 phút rồi. Rớt điện thoại thôi mà. Coi như đi rồi. Đi đang được, anh rớt lên lầu 2 xuống lầu 1 mà chưa hư nữa. Phải á? Ơi. Ok, có sẵn đông mà, có sẵn đông hộp luôn. Có sẵn đông hộp ở trước chị dặn mấy đứa không dán á. Lâu bà luôn hả? Ừ, con bưng đồ mà nó rớt từ trên lầu xuống. Ừ. Thì đây phone bên nhỉ. Mày có cái ốp với chị. Mày không bị chi luôn kìa. Bay xuống cái bàn xuống cái bàn dòng xuống cái ghế bay luôn ra cho bếp luôn. Ừ. Không chi hết luôn mới hay chứ. Quá hay nhiều. Nhìn thấy máu không bạn? Không, máu được cái. Nhưng mà đi máu kiếm mình chưa bay hết máu nhưng nó làm sáng được. Ừ. Đây hoài đó hoài lại. Bay đi mũi rồi. Chị Thuận ơi, em nhờ xí cho em xí bông nước muối được không? Hai miếng bông nước muối được không? Hai. Quen anh nè. Máu quá.
chị loan thì quay thì lành từ từ. Ok. Ừ, từ từ thôi mà mình kiểu nó quen đấy kìa. Lý là cái cảm từ 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 quay đang vừa đẹp. Ừ. Ừ, chập đúng không? Nhưng mà lại thôi, nhiều đi. Cố gắng xí chân đủ video đi anh này. Rớt hết này. Hâu ơi. Cái chi này là 250, con mấy cái 50 nha. Nhiều hồi mình cứ cảm nhận nó chậm, cứ từ 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 từ. Chân hả? Thì hắn đi một rồi hắn mới nữa hả? Hắn đi thì hắn mới thu bó lại thôi. Để xa nữa. Rằng cái chỗ nữa lại xanh ta cái đầu.
có mụn da hồng to thôi. Thuận ơi, Thuận bảo hôm qua Thuận mất 100 ngày thì có 100 liền hầy. Chuẩn luôn. Ly 20. Ly 20. Hà 50. Nhà không biết có không? Hà 50. Nhà không có phải không? Nhàn ha. Nhàn có, nhàn có mà nhàn giấu. Cũng nhốn đi xuống đó. Ừ. Huệ mấy? Huệ có anh có bao à? Yến hả? Rồi mấy bà nói xong từ dưới chiều không từng nữa. Tội chưa? Nữ lòng nào Yến này? Thôi bảo anh mà cắn thì thôi đau một túi. Bảo anh mà cắn đau lắm á. Em có nói gì đâu mọi người. Cái nhà đi là mỗi lời nói ra là đều phải cẩn thận. Chết. Còn mình là người nghe là phải ghi âm lại. Khỏi cãi. Ngủ trước họ thò chân kho. Để chơi cái khác. Chưa ngủ mình ngủ rồi. Đây.
Để chị yên. Để chị á. Chị hay nghe. Nên anh chụp cái số lại chưa? Đang bình thường thì tự nhiên có người nào đó nói thương mình. À la mình. La mình thì thôi chứ yếu đuối lắm. Ai la? Mình đang suy nghĩ chưa ăn cơm đứa mà la nó không đây. Chắc còn người yêu nên. Khó đỡ. Em còn không dám la nữa. La nó bỏ. Không, ý là em còn không dám la hắn nữa. Không có ai dám la hắn luôn á. Cả nhà em không ai dám la hắn là chị biết rồi. Tủi thân. Hắn tủi thân. Không, ý là chung là kiểu hấn từ nhỏ mẹ em kiểu hay chiều hấn á kìa, cưng hấn á. Cả nhà có mình hấn được cưng, giống thì nhỏ nó ốm á, không làm được chi á. Thật ra mẹ cứ hay nói bày cứ nạt em rồi chi đó, cái chi cũng cho hấn á kìa. Chung hấn là sướng nhất nhà. Nên là thành ra bây giờ cả nhà ai bươn chải, có mình hấn là sung sướng thôi. Chậm cho anh. Chú. Anh. Anh đi em lấy đủ chậm chưa? Sợ anh nạt quá mà. Chắc hết rồi. Yeah.
Như vậy có để em tán tán ông là nhiều nhất. Người nè bên kia em xí với anh cắn mắt em. Biết không ở yên.